Này các con, ta cùng các con vừa được xem buổi tập luyện văn nghệ chuẩn bị đón mừng ngày lễ Noel. Các con cảm nhận thế nào? Dạ, lời ca hay thật là hay. Người nào tin kính, Chúa giang tay cứu người. Lời ca thay cả bao lời, người tin kính Chúa sống muôn đời bình an. Có phải không bà? À, đúng vậy. Đã đến giờ ta cùng các con vào khu vườn Bách Bộ để ngắm nhìn phong cảnh tuyệt vời. Dạ, khu vườn ông nhà tạo nên thật là kỳ vĩ. Bà ngày ngày Bách Bộ càng khỏe trẻ đẹp hơn. Hoa thơm cũng phải rỗi hờn, làn da mái tóc ai hơn được bà. Thôi thôi, chớ quá khen ta. Thuốc thơm dầu tắm các con nhớ mang ra vườn. Hôm nay trời nóng nực hơn, ta muốn tắm trong vườn có nên chăng? Dạ, xin bà hãy cứ yên tâm. Cửa vườn con sẽ đóng, chẳng ai dám vào. Các con rất ngoan, các con đúng là con của Chúa. Chúa sẽ ban phước lành cứu độ các con. Ta đi thôi các con. Vâng ạ. Thẩm phán kỳ lão được chúng dân sở tại đặt lên, quyền của ta xem như cai quản muôn phần. Ai muốn kiện tụng gì thì cũng phải trình ta, trái phải thế nào do ta xét xử. Điều ta muốn ắt là phải được. Bà Susanna đúng là bậc hương trời sắc nước, ngày nào cũng Bách Bộ ngắm cảnh khu vườn. Hai ta ẩn núp liệu thời ngỏ ý. Bà Susanna vừa đi cổng trước, ta nhanh chân lẻn bước cổng sau. Vườn còn bao lối ra vào, giữa mình mông thế. Ai nào biết đâu. Này bác, bà Susanna vốn là xinh đẹp, nhưng tính tình trung thực khác người, chẳng là bướm lạ ông lơi. Bà ấy từ chối, ông thời tính sao? Tính nhỉ? Tính là tính thế nào? Nếu không chấp thuận, thì ta có cách. À, cách gì? Không nghe thì ta làm chứng. Ngu vừa vừa thôi. Nói to thế, lỡ kẻ nào nghe thấy, có mà công tội. Công ta rình rập lâu rồi, nay ta phải chiếm được người cho thỏa. Một mình bà trong vườn, làm sao dám chống lại ta? Ta là kỳ lão trong làng, kẻ nào trai ý ơi à, liệu chừng với ta.
kìa bà Susanna. Bà Susanna. Kìa, các ông lẻn vào từ lúc nào thế? Các ông vào đây làm gì? Vào lúc nào? Chẳng ai biết được. Làm gì rồi bà cũng hiểu thôi. Ông nói gì? Ông nói gì tôi không hiểu. Các ông vào đây với ý đồ xấu phải không? Vào vườn là để xem hoa bắt bướm, là thỏa mãn niềm ước ao bấy lâu. Bà hãy chấp nhận chúng tôi một yêu cầu. Chúng tôi muốn bà chiều chúng tôi để thỏa niềm ao ước. Chúng tôi mê bà. Bà Susanna, bà Susanna. Không được, không được. Nào, nếu bà không chấp nhận thì buộc tôi phải làm chứng bà đã phạm tội với một thanh niên. Vì thế bà đã bảo các cô thiếu nữ ra khỏi vườn. Bà nghe rõ chứ? Bà nghe rõ chứ? Trời ơi, cái thân tôi khốn cực tứ bề. Nếu tôi làm thế, tôi đây phải chết. Nếu nói không thì cũng không thoát được. Bàn tay các ông nhơ bẩn mất rồi. Nhưng thà không làm gì cả mà sa vào tay các ông còn hơn là phạm tội trước mặt Chúa. Con kính lạy Chúa trời soi xét. Chắp tay con ní lạy Chúa trời, quyết ní không phạm tội trước mặt ní người, quyết ní không trách đời giả nghĩa giả nhân ý. Ôi, vậy là bà đã thuận lòng vừa ý. Bà Susanna, bà thật tuyệt vời. Bà Susanna thật tuyệt vời. Ôi làng nước ơi, cứu tôi với, cứu tôi. Sao? Với làng nước ơi. Sao bà Susanna phạm tội? Bà Susanna phạm tội. Bắt lấy kẻ tội phạm. Bà Susanna phạm tội sao? Không thể tin được. Bà Susanna phạm tội. Hãy bắt kẻ phạm tội. Không! Bà Susanna! Các người hãy đi tìm bà Susanna và ông Joachim về cho ta xét xử. Bắt bà Susanna về ngay. Ông phải làm nhân chứng, không được để kẻ nào biết ý đồ của ta, nghe chưa? Chị ơi, ngày hôm nay họ đem bà Susanna ra trước dân xét xử. Dù thế nào, em vẫn tin là bà chẳng phạm tội, chị ơi. Em yên tâm, việc kết tội không thuộc quyền con người, mà chỉ có Chúa mới đặc quyền kết tội. Đúng, chỉ có Thiên Chúa mới có thẩm quyền kết án. Em tin Chúa sẽ cứu độ bà Susanna, có phải thế không chị ơi? Cửa vườn mình đã đóng lâu rồi, phải chăng kỳ lão họ ngồi từ lâu? Con ơi, vì đâu đến nông nỗi này? Trời cao có thâu, đất dày có hay. Con cầu xin Chúa soi xét việc đời. Ai người có tội, Chúa trời chẳng tha. Cha mẹ tin con, Susanna. Kẻ nào gian dối, ắt là họa thôi.
chẳng nghĩ dám sai lại. Cha tin con, cha tin con chẳng dám sai lại. Ý nay con ý thà chịu tội chết, chúng dân hãy mau vào nghe ta xét xử. Nghe ta chúng tôi xét không tin bà Susanna phạm tội, các ông có bằng chứng gì không? Có chứ sao không, dân chúng hãy bình tĩnh nghe ta nói. Một buổi trưa, bà Susanna vào vườn bách bộ, sai thiếu nữ về và đóng chặt cửa vườn. Chúng tôi nhìn thấy một thanh niên ẩn núp từ trước bước đến liền và cùng bà Susanna gây tội bên gốc cây. Đúng. Khi chúng tôi ở góc vườn phát hiện thấy, liền chạy đến bắt quả tang và hai người đang phạm tội bên gốc cây. Người đó là ai? Là ai à? Là ai à? Vì vì nó là thanh niên. Nó chạy khỏi vườn và vì nó khỏe hơn, chúng tôi đuổi làm sao được? Đuổi mãi mà không bắt được. Chính tôi đây là nhân chứng sống rành rành. Là bậc kỳ lão thẩm phán trong dân, có lẽ nào nói sai sự thật? Tội này á là tội phải chết đi nhá. Nói có sách, mách có chứng. Nếu chứng gian thì hại cả đời. Chúng tôi không tin bà Susanna phạm tội. Chắc hẳn Chúa thấu biết mọi điều. Con không làm điều gì mà chứng gian vu khống cho con sao đành. Con kính lạy Chúa chứng độ chân gian. Ôi đời con Susanna đi xử tử. Dẫn bà Susanna đi xử tử. Không được. Bà Susanna đi. Khoan, còn tôi là Daniel, không với máu bà này. Tôi chưa đắc tội,
sao đọa đầy người ta? Hai ông đã làm chứng dối hại bà, phải xét xử lại để ta tỏ tường. Chưa xét xử, chưa biết sự thật thế nào mà lại lên án thiếu nữ Irene. Có phải Daniel là con của Chúa thấu được lời kêu cứu của bà? Này em, Daniel, Thiên Chúa đã cho em danh dự, vậy em hãy bảo cho chúng tôi. Các người hãy cho tách biệt hai ông ra và cho hai ông đứng xa nhau, rồi tôi xét xử. Kẻ có tội, Chúa nghiêm trừng trị. Người vô tội, Chúa giang tay cứu vớt. Daniel nói đúng, hai ông hãy đứng xa nhau ra. Hỡi lão già độc ác, các tội xưa kia ông đã phạm, nay ông lại tái phạm. Ông đã xét xử bất công, kẻ có tội thì thà, người vô tội thì lên án. Mặc dầu có lời Chúa phán, người chớ giết kẻ vô tội. Vậy ông thấy bà Susanna phạm tội thì hãy nói hai người phạm tội dưới cây gì? Dưới cây trò. Ông là người lớn mà nói dối. Đây, sứ thần Chúa được lệnh phân thay ông, dẫn ông kia vào. Hỡi dòng giống Canaan, chứ không phải dòng giống Juda. Sắc dục đã mê hoặc ông, và tình dục đã làm cho tâm hồn ông đổi bại. Ông đã cư xử như thế đối với các thiếu nữ Isen. Các cô vì sợ mà phạm tội với ông. Nhưng một thiếu nữ Juda không chịu theo tội ác của ông. Vậy bây giờ, ông hãy nói cho tôi biết hai người phạm tội dưới cây gì? Dưới cây sồi. Cả ông nữa, ông hoàn toàn nói dối. Cho nên Thiên Thần Chúa tay cầm gươm chờ đợi phanh thây tiêu diệt ông. Bà Susanna là người vô tội. Ơn Chúa thông minh, bà Susanna vô tội. Con kính lạy ngàn lần ơn Chúa. Chúa đã cứu độ thế gian, giải được nỗi oan. Luật Mô-xê con giữ chẳng xem thường, nhân phẩm con người phải luôn xứng đáng. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền kết án. Mừng bà Susanna nay được trở về.